Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với VTD Channel và series tự học WordPress cơ bản. Như thường lệ, mình là Duy. Thì trong cái video lần này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách chúng ta cài đặt một cái plugin. Rồi, bây giờ các bạn nhìn trên màn hình đi. Bây giờ trước tiên là mình sẽ nói plugin là gì ha. Mình nói plugin là gì trước, các bạn lưu ý cái điều này. Thì plugin nó là một cái thành phần mở rộng ở trên WordPress. Thì mặc định là khi các bạn sử dụng WordPress mặc định, tức là chúng ta mới vừa cài WordPress thôi, chúng ta chưa có cài plugin gì hết, thì WordPress cung cấp cho chúng ta những cái tính năng cơ bản nhất của nó thôi. Còn những cái tính năng nâng cao á mà WordPress nó không hỗ trợ mặc định thì các bạn sẽ cài đặt plugin. Thì plugin này đó là mình sẽ có hai cái dạng plugin. Một là plugin có phí. Tức là một á, là plugin có phí. Tức là mình phải trả tiền mình mua. Hai là miễn phí. Thì đối với miễn phí thì các bạn có rất là nhiều, có plugin miễn phí, có tới mấy chục ngàn có plugin miễn phí, hoặc thậm chí là nhiều hơn. Thì chúng ta chỉ cần là xài cái miễn phí là đủ. Khi mà chúng ta có những cái nhu cầu cao hơn mà những cái plugin miễn phí nó không có, hoặc là nó chưa hỗ trợ những cái tính năng mà chúng ta cần, thì chúng ta mới tìm những cái plugin có phí mà chúng ta mua. Thì cái giá chi phí của những cái plugin thì nó cũng vài chục đô, cho nên nó rất là rẻ thôi các bạn. Các bạn lưu ý cái chỗ này ha. Thì trong cái video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng plugin miễn phí trước. Từ từ rồi khi mà chúng ta đào sâu vào WordPress, đặc biệt là đào sâu vào cái phần plugin đó, thì chúng ta có thể là cần cái nào thì chúng ta bỏ tiền chúng ta mua. Rồi bây giờ các bạn nhìn trên màn hình, mình sẽ mở cái giao diện. Đây là cái giao diện website của mình. Bây giờ thì mình sẽ mở lại cái trang blog.kimta.vn. Rồi các bạn sẽ xem ở đây là mình có một cái plugin, đó là giúp cho mình chia sẻ cái bài viết. Đây là plugin là chia sẻ lên mạng xã hội nè. Thì cái này đó là cái thành phần mở rộng mặc định WordPress nó không có, thì mình phải cài đặt cái này ha. Rồi để mình xem có còn cái plugin nào khác không. Hiện tại là nó chỉ có cái plugin là chia sẻ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt cái plugin đó cho cái website của mình. Nó sẽ y chang như cái plugin của blog.kimta.vn. Thì ngay tại đây các bạn truy cập vào cái đường dẫn website của mình. Nếu ai xài SAM thì truy cập là localhost 2.8080 WordPress. Nếu ai xài hosting thì các bạn truy cập cái tên miền của các bạn ở đây. Rồi mình sẽ duyệt admin để mình truy cập vô cái phần admin. Rồi các bạn sẽ rê chuột vào cái phần là plugin. Đây có cái phần là plugin, đây các bạn chọn là plugin đã cài đặt. Rồi thì plugin đã cài đặt là hiện tại WordPress nó cài đặt sẵn mặc định cho chúng ta hai cái plugin. Một là cái Akismet anti-spam, đây có plugin chống spam cực kỳ hiệu quả. Cái plugin thứ hai là plugin là chào Dolly, là đây là plugin mặc định của WordPress, và cái plugin này nó chỉ là mang cái tính chất là giống như là cái bài viết chào hỏi chào mừng các bạn đến với WordPress á, cái bài viết mặc định á. Thì cái đây là cái plugin mặc định, plugin này nó không có cái tính năng gì hết, thì đây mình sẽ xóa nó đi bằng cách là các bạn rê chuột vào, chúng ta bấm nút xóa nè. Rồi nó hỏi là bạn có chắc chắn muốn xóa hay không, rồi các bạn bấm ok để mà chúng ta xóa. Thì xin lưu ý các bạn rằng plugin nó không có cái trường hợp là xóa vô thùng rác. Một khi các bạn xóa plugin rồi và các bạn đồng ý xóa, tức là bấm nút ok như lúc nãy á, là nó sẽ xóa trực tiếp và xóa vĩnh viễn luôn, các bạn không thể khôi phục lại được nha. Các bạn lưu ý cái điều này, không có thùng rác nha các bạn. Rồi cái plugin Akismet anti-spam thì mình sẽ để đây, lát nữa mình hướng dẫn các bạn cấu hình luôn. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cài mới một cái plugin giống như là cái plugin của blog kimta.vn. Các bạn bấm vào cái nút cài mới ở đây. Rồi sau đó ở bên cái phần ô tìm kiếm gói mở rộng, các bạn sẽ nhập là any, add to any. Đây. Rồi. Rồi đây các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái plugin để chia sẻ những cái nội dung của chúng ta lên mạng xã hội. Rồi các bạn có thể kéo xuống chúng ta xem thêm. Đó có rất là nhiều plugin. Thì những cái plugin mà ở trên này nó gợi ý là những plugin miễn phí.
các bạn có thể là chúng ta mò, chúng ta tìm hiểu, chúng ta tự đặt, tự động chúng ta vô, chúng ta cài đặt, chúng ta xem thử coi nó có những cái tính năng gì hay ho để mà chúng ta xài. Tại vì sao? Tại vì đây là các bạn đang làm web trên localhost trên SAM, cho nên là nó không có bị ảnh hưởng gì hết ha. Các bạn có thể sai, các bạn làm lại, các bạn có thể cài vô, chúng ta thấy xài không được thì chúng ta xóa đi, nó đơn giản thôi. Nó quan trọng là chúng ta phải có cái ý niệm là chúng ta cài vô, chúng ta sử dụng để mà chúng ta thành thạo những cái plugin mà có thể nói là các bạn bấm vào những cái phần mà nổi bật á hoặc là được quan tâm á, chúng ta cài những cái plugin mà trên thế giới người ta sử dụng nhiều nhất để mà chúng ta tham khảo thêm. Rồi ở đây là mình sẽ cài cho các bạn cái plugin là Add to Any Share Button. Các bạn bấm vô cái nút cài đặt để mà chúng ta cài ha. Rồi sau đó là tiếp theo các bạn sẽ bấm vào nút kích hoạt. Lưu ý với các bạn là tại sao cài đặt xong rồi mới kích hoạt, thì cái tính cái chỗ này nó y chang như là bên giao diện như ở video số số 2, số 3 gì đó mình đã nói rồi. WordPress cho phép chúng ta cài đặt nhiều plugin, tức là muốn bao nhiêu plugin cũng được. Nhưng mà khi mà các bạn cài đặt vào cái website rồi thì các bạn kích hoạt, tức là chúng ta muốn xài cái nào thì chúng ta kích hoạt cái đó. Cho nên là cái này chúng ta mới cài thôi ha. Bây giờ để mà sử dụng thì chúng ta phải bấm vào cái nút là kích hoạt. Rồi sau khi kích hoạt xong thì nó hiển thị ra đây luôn, các bạn thấy không? Add to Any nè. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cấu hình cái plugin là Add to Any. Cài xong rồi bây giờ chúng ta cấu hình ha. Cấu hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái bước là cấu hình. Các bạn sẽ bấm vô cái chỗ là cài đặt ở cái plugin Add to Any. Rồi sau đó ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một số thông số cấu hình. À, xin lưu ý các bạn là plugin thì nó có thể là có phiên bản tiếng Việt, có thể là có phiên bản tiếng Anh. Hiện tại thì cái plugin này là mặc định nó là tiếng Anh, nó không có tiếng Việt. Thì để mà chúng ta muốn dùng cái plugin mà tiếng Việt hết, tức là giao diện mình admin đang là tiếng Việt, thì giờ mình muốn là plugin giao diện của nó cũng tiếng Việt luôn để mà mình dễ xài. Tự nhiên cái lọt chọt đâu tiếng Việt tiếng Anh thì nó cực kỳ, nó rất là không không có ổn, rất là khó sử dụng. Thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta dịch những cái plugin tiếng Anh sang tiếng Việt, thì đó là một cái video riêng và sẽ nằm ở trong cái phần series nâng cao. Rồi, bây giờ các bạn làm theo những cái bước của mình để mà chúng ta bắt đầu thiết lập. Rồi ở đây icon style tức là cái kiểu dáng của cái icon á thì mình để mặc định thôi, không cần thiết. Tiếp theo là cái nút share trên mạng xã hội nè, thì mình dùng cái nào thì mình thường á người Việt Nam chúng ta sử dụng nhiều nhất là cái nào thì mình để cái đó để cho cái website của mình nó đỡ bị rối. Nếu mà các bạn thêm nhiều quá thì nó sẽ bị rối. Plugin này nó cho phép chúng ta nè rất là nhiều các cái mạng xã hội khác nhau, mà nếu chúng ta thêm hết vô thì cái website của bạn nó cực kỳ rối luôn. Thì các bạn lưu ý ở Việt Nam thì thường dùng đó là dùng Facebook, Facebook chắc chắn là phải có nha các bạn. Cái thứ hai là Google cộng, Google cộng nên để thứ hai nha. Rồi thứ ba là Twitter, Twitter thì có người dùng có người không thì có thể bạn để lên cũng được. Rồi Pinterest cũng có nè, cũng có nhiều người sử dụng Pinterest. Rồi LinkedIn cũng có ha. Rồi chúng ta tìm xem một số cái mạng xã hội nào mà hay sử dụng á, blogger không cần thiết. Rồi các bạn đảo mắt qua một lượt để mà chúng ta thêm vào cho nó nhanh. À, Facebook Messenger nè, Facebook Messenger thì mình nên đưa vào vị trí thứ hai. Rồi như mình nghĩ là như đây chắc là đủ rồi ha. Các bạn để nhiều quá thì nó bị rối thôi. Ít nhất các bạn nên để là Facebook với lại Google cộng, hoặc là Facebook với lại Facebook Messenger là được. Còn những cái khác thì tùy các bạn, nhưng mà chỗ này á mình nghĩ là nên để 6 cái icon thôi nha. Để nhiều quá thì lát nữa chúng ta xem á nó sẽ bị rối. Rồi bây giờ chúng ta
Kéo xuống dưới chúng ta xem những cái phần khác nè. Universal button này các bạn có thể chúng ta chọn để mà chúng ta đặt lại những cái câu mà call to action, tức là kêu gọi hành động, chia sẻ đó. Thì ở đây mặc định nó là share this, thì ở đây bằng tiếng Anh mình có thể dịch sang tiếng Việt là nếu thấy mình có thể chọn, mình có sẵn nè, nếu thấy bài viết hữu ích hãy giúp tôi chia sẻ với cộng đồng nhé. Cái này nó hơi dài, mình sẽ sửa lại là hãy giúp mình chia sẻ bài viết nếu bạn thấy hay nhé, rồi chấm than đó. Thì các bạn có thể call to action cái câu nó như vậy là được. Rồi đây thì những cái button của plugin này thì nó chọn sẵn cho mình rồi, mình không cần thiết cái chỗ này nữa ha, các bạn cứ để đi. Rồi ở đây chúng ta nên check vào cái chỗ là show count. Show count tức là hiển thị là những cái mạng xã hội nào có bao nhiêu lượt chia sẻ, nó sẽ hiển thị ra cho các bạn biết luôn đó. Rồi cái chỗ mà placement tức là cái chỗ mà các bạn muốn đặt những cái nút mà chia sẻ này, thì thường là chúng ta nên đặt vào vị trí đầu tiên ở top, nhưng mà khuyến khích các bạn là nên đặt ở vị trí cuối cùng. Tại vì sao? Tại vì khách hàng và người đọc họ sẽ đọc từ trên xuống dưới. Khi mà họ đọc từ trên xuống dưới thì mới đầu họ đọc tiêu đề và họ đọc những cái câu đầu tiên của cái đoạn văn trong cái bài viết. Nếu mà họ thấy hay thì ngay trước mặt họ là đã có cái nút chia sẻ rồi, tức là ngay vị trí top nè đã có nút chia sẻ rồi, thì họ có thể bấm chia sẻ ngay luôn, thì mình sẽ có được một cái lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Còn nếu mà họ đọc hết cuối bài rồi và họ thấy hay, thì ở cuối bài các bạn cũng nên hiển thị cái nút chia sẻ, để mà nếu mà họ thấy hay thì họ có thể họ bấm họ chia sẻ. Thì ở đây mình khuyên các bạn là nên chọn cả hai vị trí, tức là hiển thị ở top và bottom. Top là ở trên cùng bài viết và bottom là dưới cùng bài viết ha, nên chọn cả hai. Rồi những cái thiết đặt còn lại các bạn để mặc định, không cần phải chỉnh nhiều ha. Rồi tiếp theo là menu option. Rồi những cái đoạn mà JavaScript thêm vào, rồi CSS này nọ, rồi những cái tính năng nâng cao đó, những cái này thì không cần thiết, cái này không cần thiết, cho nên mình sẽ không hướng dẫn các bạn ở đây, mình cứ bấm lưu lại. Rồi chúng ta sẽ quay ra trang chủ để mà chúng ta xem coi là nó có hiển thị chưa. Đó, các bạn mở trang chủ của mình ra, rồi các bạn kéo xuống đây, các bạn thấy nè, nó đã hiển thị rồi ha. Đây đó, như mình nói ban đầu các bạn là nếu mà ở đây mà chúng ta chọn nhiều cái icon quá, tức là nhiều cái biểu tượng quá, thì nó sẽ bị rối. Chúng ta nên chọn là 6 thôi, hoặc là 4 thôi, hoặc là 3 thôi, cái nào mà cần thiết nhất thì các bạn để thôi nha, đừng để nhiều quá thì người ta đọc ta thấy rối, bài viết nó cực kỳ rối. Rồi mình sẽ quay lại, mình bỏ bớt một số cái đi, nhìn nó hơi rối quá. Ở đây mình sẽ bỏ bớt cái Pinterest đi, Twitter đi. Twitter thì ở Việt Nam nó ít khi nào sử dụng, ở nước ngoài thì người ta sử dụng nhiều ha. Twitter thì giữ sử dụng nhiều, Việt Nam sử dụng Facebook nhiều. Mình để là Facebook nè, rồi mình để là Messenger nè, rồi mình để là Google cộng nè. Thôi mình bỏ luôn Messenger đi, bỏ luôn cái LinkedIn luôn nha, bỏ luôn Messenger, rồi để mỗi cái Facebook với Google cộng thôi. Rồi đây mình sẽ lưu lại và chúng ta sẽ ra ngoài chúng ta xem coi nó như thế nào. Các bạn F5 lại cái trang của mình. Đó. Đó, nó chỉ có Facebook, Google cộng nè. Còn cái nút dấu cộng này là cái nút mà hiển thị thêm những cái mạng xã hội khác. Đó, thì nó sẽ gợi ý ra những cái mạng xã hội mà đầy đủ cho chúng ta. Đó, thì lúc này là có thể xài cái nào cũng được. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi vô chi tiết bài viết thì các bạn thấy nè. Kéo xuống nè. Nó hiển thị cái phần đầu nè, hãy giúp mình chia sẻ bài viết nếu bạn thấy hay nhé. Đây là những cái nút chia sẻ. Rồi khi mà đọc xuống hết cuối cùng cái bài viết thì nó cũng có phần chia sẻ này luôn. Đó, lưu ý các bạn là chúng ta nên để hiển thị hai cái vị trí, một vị trí là trên cùng bài viết, hai là vị trí ở dưới cùng bài viết. Rồi, coi như cái phần này là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái cách cài đặt và cái cách cấu hình cái plugin Add to Any Share. Thì những cái plugin khác các bạn cũng làm tương tự thôi, chúng ta cũng cài đặt xong rồi chúng ta kích hoạt rồi chúng ta cấu hình ha. Mình sẽ ghi ra cái bước cái tuần tự nè, các bạn dễ hình dung nha.
Ở đây mình sẽ ghi các cái bước nha để cài đặt plugin. Bước 1 là chúng ta tìm plugin ha. Bước 2 mình ghi rõ đi, tìm plugin bằng cách là nhập từ khóa vào ô tìm kiếm như mình đã hướng dẫn lúc nãy. Bước 2 là chúng ta sẽ cài đặt plugin. Qua bước 3 là chúng ta sẽ kích hoạt plugin. Rồi bước cuối cùng á, là bước 4, chúng ta mới là cấu hình plugin. Rồi một số cái plugin á, thì chúng ta cài vô là chúng ta xài luôn khỏi cấu hình. Có plugin thì bắt chúng ta cấu hình, có plugin thì cài vô nó tự động cấu hình cho chúng ta rồi tự chúng ta xài thôi ha. Cũng tùy plugin thì mình sẽ có plugin nào mình hướng dẫn trong cái video của VTD Channel thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt xong rồi cấu hình hoặc là như thế nào đó để mà chúng ta sử dụng được. Còn trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu tổng quan qua cái cách, các cái bước mà các bạn cài đặt thôi. Rồi tiếp theo là mình cấu hình plugin Add to Any Share Button rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cấu hình cái plugin là Archimedes Anti Spam. Rồi các bạn quay trở lại cái trang admin, chúng ta bấm vào cái phần plugin. Đây, các bạn nhìn thấy nè. Trước khi chúng ta cấu hình thì chúng ta xem đã có phiên bản mới cho cái plugin này thì các bạn cứ bấm là nâng cấp ngay để mà chúng ta cập nhật cái phiên bản mới hơn của plugin ha. Thì bấm vào nâng cấp thì nó sẽ tự động cập nhật thôi. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái nút kích hoạt. Rồi khi mà kích hoạt xong rồi á là tới cái bước số mấy rồi. Đây, bước số 3 hoàn tất rồi. Bây giờ chúng ta tới cái bước số 4 là cấu hình. Thì để mà cấu hình á, các bạn bấm vô cái nút cài đặt này. Rồi, thì để cấu hình plugin này thì chúng ta sẽ lấy cái API key là một cái chuỗi chữ số mà Archimedes cung cấp chúng ta để chúng ta sử dụng cho riêng biệt cái website của mình. Thì các bạn bấm vào nút màu xanh để mà chúng ta lấy API key. Rồi sau đó là các bạn bấm vô cái nút là Activate Archimedes, nút màu xanh lá cây ở đây. Rồi ở đây mình khuyên các bạn là nên chọn cái gói miễn phí, tức là cái gói personal ha. Các bạn lưu ý cái gói 5 đô bên này với lại 50 đô này là chúng ta khoan hay sử dụng ha. Các bạn sử dụng cái gói miễn phí trước đã. Những cái tính năng nâng cao hơn thì có thể mình sẽ giới thiệu trong những video khác. Và ở đây tốn phí, trước mắt là chúng ta sử dụng miễn phí để chúng ta học tập cái đã nha. Rồi chúng ta bấm vào nút là Get Personal. Rồi các bạn lưu ý nè, tự nhiên ở đây nó là hiện 36 đô. Bây giờ các bạn bấm vô cái này nè, chúng ta kéo về không. Lưu ý nha, chúng ta kéo sát góc luôn. Tức là nãy là nó đang là 36 đô nè. Các bạn nắm cái nút màu đen này nè, chúng ta kéo về bên trái thì nó sẽ hiển thị là 0 đô nha. Rồi các bạn sẽ nhập tên. First name là nhập tên của bạn, là mình là tên Duy thì mình nhập Duy. Last name là Võ Thanh. Rồi tiếp theo là personal size URL, tức là cái đường dẫn của các bạn. Thì các bạn sẽ nhập đường dẫn website của các bạn. Đây, thì hiện tại mình đang là localhost. Mình đang là localhost. Thì cái này, cái cấu hình cái này nó không có ý nghĩa gì hết. Tại vì đang là localhost mà nó đâu có ai spam được đâu mà cấu hình chi. Các bạn nếu mà xài WordPress trên hosting thì chúng ta mới làm cái bước này. Thì các bạn sẽ điền cái đường dẫn của các bạn vào đây. Đó, rồi chúng ta bấm continue. Rồi các bạn điền vào, các bạn bấm continue. Rồi ha, sau đó là nó hiển thị ra cái trang này. Rồi các bạn chỉ cần chúng ta copy cái API key là được. Đó, các bạn bôi đen nè, xong rồi chúng ta copy thôi. Rồi các bạn quay trở lại đây, chúng ta dán vào cái nút này.
dán vào cái ô này đó. Sau khi dán vào thì các bạn bấm vào cái nút kết nối với API key là xong. Rồi bây giờ mình tắt cái cửa sổ này đi. Rồi sau khi mà các bạn nhìn thấy y chang trên màn hình là chúng ta đã cấu hình mặc định cho cái Akismet thành công. Các bạn nhìn thấy nè, Akismet đang bảo vệ website của bạn khỏi spam. Xin chúc mừng. Thì khi mà chúng ta cấu hình xong mặc định á, thì là nó sẽ hiển thị cho các bạn là cái dòng màu xanh này. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái thiết lập nâng cao hơn đối với plugin này, thì mình sẽ không hướng dẫn trong video này, mà sẽ có một cái video hướng dẫn riêng về cách cấu hình thiết lập Akismet nâng cao. Thì các bạn hãy vào VTD Channel ở những cái video tiếp theo mình sẽ đăng lên trên YouTube của mình. Rồi trong cái video này mình đã nói xong cái phần là cấu hình plugin và cài đặt và cấu hình plugin. Nếu bạn có những cái câu hỏi gì thì hãy bình luận ở bên dưới video, mình sẽ trả lời. Các bạn có thể bấm like hoặc là share video của mình nếu thấy hay, và có thể bấm vào cái nút đăng ký kênh, subscribe kênh bên dưới phần mô tả để mà nhận được những cái video mới nhất từ mình ha. Xin trân trọng kính chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.